Hello, xin chào toàn thể anh em nữa ha. Thì đầu tiên thì cũng xin gửi chào chúc sức khỏe đến anh em. Hôm nay là buổi chiều ngày 10 tháng 12, cũng lên hiện là lên clip để bán hàng cho anh em. Cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ Hiếu, như là xã Hiếu có một kênh nữa, đó là kênh hàng nhập vải của Yến. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Cảm ơn cô chú bác đã ủng hộ hai vợ chồng trong thời gian qua. Hôm nay thì hôm nay Hiếu bán hàng theo kiểu thanh máy dò pin, tại nói chung làm cũng lâu lâu cũng thay đổi kiểu bán, với lại phần thứ hai là làm cũng không kịp, nên là Hiếu pha tùm lum bán để có nhiều khi anh em nào muốn về tự vệ sinh tự làm á thì nó hay hơn đó. Còn anh em muốn mà Hiếu vệ sinh rồi á thì khi hoàn thiện thì sẽ ra giống như thế này không đó, cũng giống như thế này không. Nên nào muốn từ về nhà vệ sinh đó giá sẽ rẻ hơn. Rồi thì hôm nay anh bán là máy là nói dữ lại ha, máy là bao bao sóng cho anh em đó, chứ không có bao phun chức năng cũng gì hết. Nhưng mà Hiếu thấy là đa phần nói chung là giống như đầy đủ chức năng hết rồi, mà Hiếu không có nói, Hiếu chỉ nói là bao sóng đó. Còn anh em về có bị lỗi gì hay gì thì anh em tự khắc phục lấy ha. Rồi đầu tiên Hiếu lên con đầu tiên ha, con này cũng sống luôn, một bữa Hiếu test rồi, đưa điện vô lấy cho 200 điện dài lắm, nói chung phức tạp lắm, nhưng mà test sống rồi nên yên tâm bao sống. Mà con này nha, Makita là 8400D ha. Rồi con đầu tiên ha, đầu kẹp băng ranh nè, con này cũng khoan búa và khoan thường ha, đảo chiều dưới đây đó, đảo chiều dưới đây thông thường phân búa. Rồi con này thanh máy nó là 300 nha anh em, thanh máy với vỏ pin đó, có một pin sẵn bỏ pin trong đây luôn đó, nhiều khi pin này cũng còn đang sống nè, anh em thích mà thích xài zin gì đi, anh em đi mua cục sạc nữa, cục sạc zin của nó từ năm 2005 đến giờ 11 tháng 7 nè, nó vẫn còn mới như vậy là cũng hay đó anh em ha. Rồi con này thanh máy vào pin 300 nha anh em. Con này cũng vậy, con này là của bố ha, con này của bố cũng thanh máy vào pin nè đó. À, con này kẹp dễ thì chắc để tôi lấy đồ để kẹp cho anh em xem. Anh em khoan thường và khoan búa ha, cũng có hai chức năng là khoan thường khoan búa và hai cấp độ số 1 và số 2 ha. Đó số 1 nè, nè số 2 là nhanh nè, số 1 nè, đó đây là khoan búa nè. Đó nghe tiếng, anh em nghe tiếng búa không? Rồi cũng có đạo chiều ha, đạo chiều nằm dưới cò. Rồi con này cũng 300 luôn anh em ha, con này cũng 300 luôn, thanh máy bộ pin nè 300.000, con này cũng bốt ha. Đó có thêm cái đồ mở mũi gài ngay chỗ này cho anh em luôn nè, đó đồ mở mũi, chỗ này có chỗ khóa cò nữa nè, đó để lên đây là khóa cò, kéo dưới là chạy. Rồi thanh máy 300 luôn anh em. Rồi tiếp theo đến con Makita nè, đó nó hay bị lỏng cái xe cái chanh này là anh em lấy dây nhám với gì anh em cà khá là ok ha. Đó
đó, cái mất công về nên tường cho nó không chạy đó. Hiếu đâu có nhét thẳng vô đâu, nhét thẳng vô nhiều khi sợ nó phải cà á, nên Hiếu để hờ hờ và Hiếu bóp nè, đợi chiều ha. Đó, nói chung là đó, sống con thứ thử máy vậy đó, anh em thấy được thì thấy. Rồi con Matita ha, đời của nó là 6914D ha, cũng thanh máy dầu pin luôn, thanh máy dầu pin ha, 350. Con này là con số 3 ha, em lấy giấy ghi giùm anh nha, lúc nãy là con số 1, con số 1 là 250 là con Matita, đến mã con số 2 là con bốt cũng 250 của bốt ha. Còn cái mã số 3 ha, mã số 3 cũng thanh máy dầu pin. Con này là lấy nó nhiêu quên ta. À. Hai con này là 300 nha anh em, quên. Mã số 1 với mã số 2 là 300. Còn mã số 3, con Bang Makita 6914D là 350 nha anh em, thanh máy dầu pin luôn. Để giấy đi anh em. Rồi, đến con số 4 ha. Đậu chiều. Rồi chế độ nhân chặt trên đây ha. Đây là con số 4 ha. Số 4 là M651D, mã số 4. M651D. Đó, con này là 350 luôn nha anh em. Thanh máy dầu pin. Đây, con số 1 đây đi vô. 300. Mã số 3 350. Rồi, mã số 4 cũng 350 luôn ha, máy bộ pin nè. Rồi, tiếp tục đến cây số 5. Báo sống anh em ha. Rồi, mã số 5 cũng 350 luôn nha anh em. Thanh máy dầu pin luôn. Rồi. Tiếp theo đến mã số 6. Con này có đèn anh em ha, con này có đèn nè. Rồi, con này tem nó mất rồi, không biết nó đời máy gì. Đó, nhưng mà nó có đèn đầu như vậy. Rồi, con này thanh máy dầu pin nó là 370 nha anh em. 370. Con này là mã số 6. Cũng thanh máy dầu pin 370. Đến con mã số 7. Rồi, con này cũng thanh máy dầu pin 350 luôn nha anh em. Đó, thanh máy dầu pin 350, mã số 7. Đến con số 8. Rồi, con này cũng thanh máy dầu pin 350 luôn nha anh em. Con mã số mấy này ta? Mã số 8. Mã số 8 ha, thanh máy dầu pin 350 luôn. Rồi. Này như bán về cho anh em, về anh em kiếm rẻ thì anh em phải tự tay mà anh em làm ha. Tự vệ sinh, tự sơn đầu, tự kiểm tra cò thép này nọ ha. Con số 9. Rồi, con này cũng thanh máy dầu pin 350 luôn.
con mã số 9. Rồi đến con mã số 10 nha. Con này có vẻ ok nha anh em. Pin này nó pin lớn á. Nhưng mà cũng lấy pin này test được anh em ha. Con này motor mình cũng thấy nó bự bự nữa nha, chứ không nhỏ nha. Thanh này cũng thanh bự luôn rồi. Nắp này nó to nè, to hơn nắp này cho thanh bự rồi. Ok, trời trời trời. Đầu trên tu luôn em ơi. Cái này sao thấy có lý quá ta. Đầu này đầu kẹp 13 ly, 13 hay là 15 ta. Cái này sẽ giống đầu 15 luôn quá anh em ơi. Để có cái đầu đầu 13 ly nha. À chắc nó 15 ly thiệt đó anh em ơi. À nó còn vòng nhỏ bên trong. Nó anh gian vòng bên ngoài nhìn thấy to thôi, chứ vòng bên trong nó 13 ly thôi à, đầu kẹp 13 ly. Con này mã số mấy rồi ta? Rồi con mã số 10 ha. Thanh máy bộ pin của nó là 550 nha anh em. Mã số 10. Thanh máy bộ pin 550. Tiếp tục đến con mã số 11 nè, đến dòng nha thanh hồ của bên Hiếu hay hay làm nè. Đó, con 13 đây, số 10 đây bên đây. Rồi. Con này là EZ6101 nha anh em. Đấy, con này chịu tải cao lắm anh em. Con này anh em buồn buồn anh em lấy ra bắn dứt cũng được, nhưng mà sợ nó hao pin anh em thôi. Anh em để dành khoan thì nó hợp lý hơn. Đó, anh em nghe thấy cái tiếng lâu lâu nó có tiếng ù ù đó không? Nó bình này dễ lắm anh em, nhỏ mấy giọt nhớt dưới cái đầu cái đít của một cái hai đầu, một đầu và mục đích của cái motor á là nó hết kêu cái tiếng đó ha. Đầu đây. Ok luôn. Auto lock vẫn ngon luôn. Rồi. Con này là mã số 11 National EZ6101, thanh máy dò pin của nó là 500 nha anh em. Thanh máy dò pin 500. Tiếp theo đi con mã số 12 EZ6207. Cấp độ trượt đó anh em. Rồi thứ gì thử sơ sơ rồi đây ha. Còn cái đầu ok luôn ha. Con này hai con này là độ kẹp 13 ly hết luôn anh em. 13 ly trở xuống ha. Rồi thanh máy con này, thanh máy dò pin. Thanh máy dò pin con mã số 10 mấy. Con mã số 12 cũng như là con cuối cùng luôn. Đời máy EZ6207, thanh máy dò pin của nó là 550 nha anh em. Rồi, đó cái là lâu lâu Hiếu bán pha pha cho tùm lum like đó, cho anh em dễ lựa chọn. Thì anh em thích mà hàng mà Hiếu vệ sinh rồi thì cũng có thôi, thì giá nó cao hơn. Và anh em thích mua thanh máy chưa vệ sinh và pin pin bên Hiếu đóng cũng được thôi. Đó thì cứ trung bình cứ pin mà cứ 4A 6 cell đi xanh xanh, nó là vừa pin vừa sạc 450 anh em ha. Đó còn 3 cell thì anh em cứ trừ ra 75.000. Đó là 3 cell. Còn anh em muốn pin Samsung thì có pin Samsung. Anh em muốn pin Samsung chính hãng có pin Samsung chính hãng, còn anh em muốn pin Samsung hàng phay cũng có hàng phay. Dung lượng cũng đủ thôi. Đó, tùy. Anh em muốn gì thì anh em cứ liên hệ tới Hiếu với số qua số Zalo là 0938 321 369. Rồi có gì để tiện trao đổi quay video hoặc là nói chuyện bằng video cho nó dễ dàng hơn. Rồi, Hiếu xin cảm ơn tất cả các anh em và cô chú bác trong thời gian qua đã ủng hộ rất là nhiều. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ha.